người đàn ông ngồi trên xe lăn, phía sau khung cửa sổ, ánh mắt vô hồn đã khiến cho chúng tôi không khỏi thương xót. Trước khi tai nạn xảy đến, anh Nguyễn Thế Anh 49 tuổi ở Quảng Bình làm phụ hồ. Khỏe mạnh là thế, mà giờ đây anh đã không thể tự chăm sóc mình. Nghĩ lại những tháng ngày trước đây, vợ chồng sớm tối cùng nhau mà nước mắt chị Hồng trực chảy ra. Lập gia đình muộn, lại không có con, nên 11 năm nay anh chị trông nom nương tựa vào nhau, cùng nhau ăn bữa cơm chiều. Tuy cuộc sống không dư giả nhiều, nhưng ngôi nhà ấm áp, tình vợ, nghĩa chồng. Kể từ ngày anh bị tai nạn, đối diện với bệnh tình trầm trọng của chồng, nợ nần viện phí, thuốc men, chi tiêu hàng ngày, khiến chị Hồng trầm cảm, khuôn mặt đen đúa, khắc khổ, ngày càng héo hon. Chị không thể tiếp tục công việc dọn dẹp ở quán, ở nhà chăm anh, túng thiếu đủ đường. Tiền lo bữa ăn hàng ngày cũng đủ chật vật với gia đình chị. Về uống hiền, uống có chứng không? Về đóng nhà là có việc cũng chỉ là uống mất hết. Uống đơ cho chị, việc chị nàng là coi như uống gánh hết. Họ có con nha, chứ chị không có con đi. Sáng thì cũng không biết là có cái kinh phí chi để mà nữa. Thế chứ cái số tiền nữa thì như uống sức bò chứ mà uống mà đi viện mà cứ đi một lần cứ 5-6 tháng mà về nữa thì cái số tiền nữa đi cũng ngồi đi cũng ăn đi cũng hết. Bởi vì không muốn chi thêm nữa. Căn nhà từng ấm cúng là thế, bây giờ trở nên lạnh u ám. Chị Hồng cứ lầm lũi trong công việc nhà, lâu lâu lại quay ra xem chừng anh. Những ngày trái gió trở trời, phần hộp xương sọ bị vỡ, khiến anh Thế Anh đau nhức. Chị phải thức cả ngày lẫn đêm để chăm anh trong hai hàng nước mắt. Thương chồng, thương mình trước tương lai mù mịt. Chứng kiến gia cảnh bệnh tình của anh Thế Anh và khi nhận tin Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình sẽ chi trả quyền lợi thương tật bộ phận vĩnh viễn cho anh với số tiền gần 530 triệu đồng, chị Lê Thị Huệ, trưởng nhóm Hoa Hồng và chị Hồng cùng run rẩy và ôm nhau khóc. Lúc em ra ở bệnh viện ở Hòn Lạo xong thì chuyển anh vào Cuba, thì lúc đó thì là anh cũng quá nặng rồi, thì đang họ bảo là mổ não cho anh. Thì hiện tại anh mất đi khả năng lao động rồi, thì chị là người trụ cột trong gia đình để thay thế anh, để chăm sóc anh hàng ngày. Tin ở ngoài tổng bảo vệ đã trả số tiền 523 triệu. Thì lúc đó thì tôi ngồi trong công ty đấy. Lúc đó thực sự tôi rất cảm động, hợp đồng bảo hiểm là giống như cái búa mình để thay thế cái người trụ cột trong gia đình của cái cha. Anh đã mất đi khả năng lao động, nhưng số tiền đã thay thế anh chị để trang trải hàng ngày. Và chúc anh chị vượt qua mọi khó khăn lúc này. Ngay khi biết tin anh Thế Anh bị tai nạn, ban lãnh đạo và các anh chị tư vấn viên của Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình nhiều lần thăm hỏi và đưa bác sĩ về tận gia đình để thăm khám cho anh. Với hợp đồng An Phát Trọn Đời, tham gia ngày 14 tháng 2 năm 2020, mức phí quy năm chưa đầy 13 triệu đồng, thì khi anh Thế Anh bị tai nạn ngày 20 tháng 7 năm 2020, đã được bệnh viện xác nhận là thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình đã nhanh chóng chi trả số tiền 530 triệu đồng, giúp gia đình trang trải nợ nần viện phí, thuốc men và chi tiêu hàng ngày. Hoàn cảnh gia đình của khách hàng rất là khó khăn. Khách hàng là người thờ phụ nề và thu nhập của họ thì không đáng kể. Chị vợ thì cũng rất là không có công việc ổn định, phải đi làm thuê cho nhà hàng. Và đứng trước cái tình hình đó thì Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Bình đã hướng dẫn hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm một cách nhanh chóng nhất và kịp thời với số tiền chi trả gần 530 triệu đồng. Một cái món tiền mà người thụ hưởng là vợ của anh
Nguyễn Thế Anh cũng không ngờ. Trên khuôn mặt khắc khổ của chị Hồng nay ánh lên niềm hy vọng, quay sang chồng rồi lại quay sang chúng tôi. Nhìn chị trưởng nhóm Lê Thị Huệ, chị Hồng nhắc đi nhắc lại hai từ: cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chị cũng biết là nói chị này là chị chứ chị có chị cảm ơn chị Huệ về là công ty giúp đỡ vừa trang của chị. Trên đời này nếu như phép màu là có thật thì nghĩa tình của chị Huệ và các anh chị cán bộ bảo vệ nhân thọ Quảng Bình dành cho gia đình chị Hồng và khoản chi trả 530 triệu đồng chính là phép màu đó. Từ nay, vợ chồng chị Hồng đã có nơi bám víu. Chị bớt đi phần nào khó khăn và ánh lên niềm hy vọng để đủ sức chăm anh Thế Anh trong những ngày tháng dài phía trước. Tình người trong hoạn nạn và bảo hiểm nhân thọ chính là phép màu.